từ nhỏ lớn luôn. Không có lúc nào được sung sướng hết á. Không có lúc nào được sung sướng, không có đi chơi bời đâu chứ. Chỉ tối ngày mà người về chiều với cơm nước cười rồi tắm rửa ngủ. Không có nhà cửa luôn. Không có nhà cửa chứ. Còn đâu được thằng với hai rồi. Với tôi rồi. Vậy là ông Tư là nợ đời chưa dứt. Ừ. Cũng đã nhiều lần lắm rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang ngồi ở đây là cái con một cái con gạch nhỏ ngay tại quốc lộ 1A. Và đằng kia là nơi của ông Tư hàng ngày. Mỗi buổi sáng khi con nước trôi lên á thì ông Tư sẽ bơi về đó, neo đậu ở đó. Và ông Tư có một cái câu chuyện cực kỳ buồn về cái quá khứ của ông ở gia đình của mình á. Đã nhiều lần chết đi sống lại. Và hôm nay thì để hiểu thêm về cái câu chuyện thăng trầm của ông Tư, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nghe ông kể về cái cuộc đời của mình khi chưa xưa nha. Biết chơi, chưa có nói chuyện qua lại chứ á. Thì bạn bè nói giờ mày chịu cô đâu là mai cho. Với cô bác trong nghề đó. Đó, rồi bữa đó tôi với mấy bạn đi ngang. Đi ngang cái này thấy con bữa củi rồi cái dầm nhỏ vậy nó đâm vô ngón tay á. Thì đau quá ngồi cà nhăn khóc. Tôi thấy vậy tôi chọc cái tay vậy tôi kêu thôi gán chịu đau đi tôi nhổ cái giùm cho. Nhỏ rồi tôi mới móc nước thuốc ra tôi ấy rồi tôi quấn mà dí quyến đó. Để tôi lấy dây thun tôi cột sơ lại. Đó, rồi ông Tư nhìn nhau cười rồi này cô bác rồi nói vậy là hai đứa mày có tình cảm rồi ha. Vậy tiến tới luôn đi. Lúc đó là ông Tư nhiêu tuổi? Thì tôi hai mấy gần 30 ạ. Hai mấy 30 tuổi? Dạ. Người đó ở đâu ông Tư? Thì vợ tôi về nè. À là ngày xưa là gặp bà Tư ha. Bởi vì đó con cũng kể thì vợ tôi nói cho ông nhớ dữ vậy. Cái đó là cái kỷ niệm đầu tiên của ông Tư hả? Nắm tay nhau cây cưới luôn. Giờ nhắc lại nhớ là cái kỷ niệm ngày xưa vừa buồn mà vừa lại vui không Tư hả? Vui nhưng mà lại buồn. Kỷ niệm mà ở với mình xa lạ mà thấy tao hoàn cảnh đó. Bị cái dầm nó đâm vô tay bữa tuổi đó, bị dầm nhỏ vậy đâm tay, ngồi cà nhăn nhăn, rồi khóc, rồi chọc tay ra rồi nhổ dùm luôn. Bà ông Tư với bà Tư là có cự cãi gì nhau không? Không, tôi vợ tôi cho không có cự cãi. Cự cãi hết luôn? Cự cãi. Vậy là chắc ông Tư thương bà Tư dữ luôn. Trời ơi, tôi nói con tôi đó bữa đó, đâu đó là tôi đi đâu mà đi mần là phải dỗ nó cho nó ngủ, hay nó ngủ trơn rồi đó là mới đi mần được. Còn nó tôi đi đâu rồi là không cho đi là nó khóc thôi, là mẹ nó la làng ra sớm vậy mà cũng nó cũng không sợ. Mình ra đi cái này. Ngày xưa có đám cưới không Tư? Có. Rồi bên vợ tôi là đám cưới thì chính quyền đó cũng với nhà nước cũng cho tôi được cái số rồi hùng lại làm đám cưới. Tôi thì mừng mướn cũng đủ sống vậy thôi. Nhưng mà nhà bà Tư giàu hả? Trời ơi, nghèo cũng chết luôn. Cái gì bên kia cũng lo ra rồi cho tôi rễ 3 năm cho tôi cất cái nhà. Mà lá tôi bằng là mấy tông vậy. Cây đồ này rồi nhóc chân mà cất cái nhà này trống hóm mà. Bả cho tới ngày ra kia. Cái nhà cũ của bà đó, nhà cây mà cây mắm nó mọt nó ăn cái bằng là tan nát chân, bà không cho cây mới. Lá nhóc chân vậy đó bắt đầu là cho lọt được từng cây nè. Thì chiều nay về nhà mới ở thì là vợ tôi tốt cây xanh. Trời ơi, nằm chống quan luôn, tôi đi mà trên chiếu cũ ra đó, tôi che kính cho vợ tôi nằm rửa, đứt ngược chưa. Rồi cô bác là sinh ông anh Sầm Hưng hả? Ừ. Rồi cô bác chứng quyền nói thôi giờ bà vợ chú không cho lá thôi chú lại đống lá tôi đó dừng cho đủ đi. Rồi tới lúc chín chú gạt tôi công nước công gì đó. Trừ. Đó. Rồi sau cái chuyện đó thì ông Tư đi lên trên này anh ông Tư có người thương nữa thì ông Tư quen được bao lâu? Trời quen nó mới có năm mấy gì mà tôi nó bị cái dòng họ bên
làm bên mà xã hội thôi rồi tôi chán luôn rồi. Mà chia tay đi chứ là không có gì chứ. Trong cuộc đời của ông Tư thì từ đó giờ lang bạc á, thì đối với ông Tư cái gì là vui nhất? Trời, tôi đó thiệt là bởi vì cha mẹ thôi nhau, tôi bảo vệ cho em, tôi tới có chồng có vợ chơi. Ông Tư ở thứ mấy trong gia đình? Thứ tư. Đó, rồi bắt đầu là mẹ... Cha mẹ ông Tư cũng thôi nhau luôn? Thôi, mẹ tôi có chồng khác. Rồi thành ra tôi bảo vệ em, tôi chạy mấy cày mướn, rồi giữ vịt mướn, rồi cày trâu, rồi u, trá lãm bên... Có mấy người em ông Tư? 5-6 người em đâu mà nó chết được rồi chân. Bây giờ hiện nay là ông Tư không còn người em nào luôn? Không còn ai, không còn nữa luôn. Là vừa làm thôi là mướn để cho gã cưới con em mình hết luôn hả? Hết luôn rồi, tôi mới đi nghĩa vụ đó. Vậy là ba mẹ chia tay nhau thì chỉ còn lại mấy anh em với nhau thôi? Ờ, mấy anh em vậy. Vậy ông Tư lấy cái gì làm niềm vui? Thì có đâu thì đi dẫn trâu bò mướn kiếm tiền rồi nuôi mẹ nuôi em vậy rồi. Thì cái tính là cuộc đời của ông Tư là khổ từ xưa giờ luôn hả? Khổ từ nhỏ lớn luôn. Không có lúc nào được sung sướng hết á. Không có lúc nào được sung sướng, không có đi chơi bời đâu chứ. Chỉ tối ngày mà người về chiều với cơm nước cười rồi tắm rửa ngủ. Không có nhà cửa luôn? Không có nhà cửa chứ. Là hồi đó giờ là ông Tư là ba mẹ chia tay nhau là lúc ông Tư bao nhiêu tuổi? Thì tôi đi nghỉ vụ về là tôi 40. 40 tuổi? Ừ. Là từ đó sau là làm thôi làm mướn để nuôi em út của mình. Lúc trước thì ở bên vợ, sau đó về chia tay với vợ thì cũng nuôi em út. Nuôi em út. Rồi em út bây giờ thì người còn không còn người nào hết, mất là chôn ở đâu? Chôn trả lã chứ, mọi cả cô mọi cũng có. Rồi với cái sách này cũng có. Rồi con muốn biết là ví dụ như đám giỗ của em út thì sao? Cô ba mẹ sao? Đâu có ai đâu đám giỗ, chỉ là tôi có khi là nhớ ngày đứa này đứa kia vậy thì nấu cơm ăn ngủ ăn vậy chứ không có đám mẹ vậy chứ có ai đâu mà làm, có nhà cửa đâu mà làm. Rồi con không thấy cái hình di ảnh của ba mẹ của ông Tư? Không thấy luôn, bởi vì lúc cha tôi chết tôi đi nghỉ vụ đó, mẹ tôi chết thì tôi đâu có về mẹ tôi đó. Cho em tôi bán đất bán mã ra mã ông nội tôi chân rồi thành ra rồi tôi buồn tôi mới đi về Cà Mau có vợ. Vậy là gia đình của ông Tư thì cũng đã tan gã hết rồi. Thì sau này anh em mất thì cờ chôn mỗi người cũng mỗi hướng. Mỗi hướng mỗi rồi không có biết, không có nhớ cái ngày giỗ luôn. Có nhớ hết không Tư? Không có nhớ hết, có nhớ mấy thằng nhỏ nhỏ đó mà mấy nhỏ nhỏ là làm giỗ làm gì chết từ 5-6-7 tuổi đó. Ô vậy hả? Ừ. Rồi còn mấy người được có vợ có chồng? Còn là hai thằng em trai, hai đứa em gái có vợ chồng. Người hai người trai hai gái đó là còn sống không? Để còn chết thằng nữa rồi, còn thằng bây giờ cũng ru cái đường đệm, nó cũng đi như tôi bốn phương vậy. Cũng không biết đường luôn hả? Không biết. Vậy là ông Tư còn một người em chưa tìm được nữa? Chưa tìm được nữa. Ông Tư nhớ người em tên gì không? Tên Thành. Tên Thành? Ủa, tên Chính. Chính năm nay nhiêu tuổi? Ba mấy 40 vậy rồi. Có vợ không? Có vợ có con mà hai chồng thôi nhau rồi vợ nó bám con nó luôn. Ôi trời ơi. Dạ, rồi tên không? Tên Chính. Ừ. Tên Chính là ba mấy nhiêu? Ba mấy gần 40 rồi. Vậy là anh đứa cháu nó thì 60-70 rồi. Dạ. Ừ. Rồi ông Tư là Tư Dưỡng. Dạ. Người em là thứ mấy? Thứ chín, nó tên Chính luôn. Tên Chính, thứ chín luôn hả? Ừ. Họ tên đầy đủ là gì ông Tư? Họ Trần đó. Trần Văn Chính hả? À. Ồ bây giờ em út mình cũng không biết luôn. Không biết sống chết sao luôn. Không biết sống chết sao. Nó cũng điện đâu mà giờ máy nó bắt không được. Tính ra là không có ông Tư là mất đi người thân. Mà con cái của mình thì cũng tan gã. Số phận của mình sao thấy nó lều bèo giống như lục bình trôi á ông Tư? Tôi nói tôi như lục bình trôi rồi. Không nghe hẩm heo lắm. Mà cũng nhờ con cháu cô bác chấm viện đấy
đứa kêu ông nội, đứa kêu ông ngoại vậy thì nó đỡ cái tâm sự buồn thôi. Nhưng mà tối nấu trà cúng bà cậu với trái cây Phật đồ thì đổ bộ mạnh khỏe nhất cho nhiều, có tiền mua đồ ăn đồ, rút mấy đồ hút như được rồi. Nó vô nước mũi này với xe lái thì ngồi trực tác. Không vợ nè, hiện nay không vợ nè, con cái này cũng đã nhìn nhận được, còn người em của mình thì không biết người còn nữa hay không nữa. Bởi vậy mình thậm chí là mình còn lo không xong nữa. Bởi vậy mà con thấy nghe ông Tư kể cái câu chuyện mà ngày xưa giờ toàn là chuyện buồn thôi, không có chuyện gì vui đâu. Chuyện gì vui rồi tôi đó nó thiệt á. Tôi mừng đó là thì cô bác đã thấy tôi mừng giỏi, đã kêu gã con rồi không xá lá binh. Mà tôi thấy em út tôi còn hẩm hiu quá, còn nhỏ quá, cũng không dám đi chơi với bè bạn, cố đâm để mà làm cho người ta đâu mà lấy tiền nuôi mẹ nuôi em cho nó lớn không. Có bao giờ nghĩ rằng mình muốn nhắm mắt đi cho xong không tôi? Trời ơi, tôi tính liệu bạn đó là tôi bị thương mà chỗ là thấy tôi chết rồi. Sao vậy chú? Biển quốc gia bắn đó, nghe về tổng đó. À, ngày xưa đi lính ha. Ừ, cũng đi. Nhiều lần rồi, ông Tư tính ra cũng nhiều lần thoát chết rồi hả? Nhiều lần thoát chết rồi. Rồi đi chặn bên Campuchia bị dây, mấy bạn nó trốn, nó đầu ngủ gì à. Vậy nói tôi chết rồi. Rồi em tôi nó cúng cơm hàng ngày luôn, tới tôi mãn tôi được về là mới tin tôi còn sống thôi. Lúc đó đi ở chiến trường Campuchia? Chiến trường Tâm. Đi ở tỉnh nào? Ở tỉnh Buôn Xê Bơ đó. Luôn Buôn Xê Bơ, năm 78 từ về hay gì? Năm 72. 72 hôm tư về. Dạ. Tôi đi nhưng mà đi Campuchia thì cũng còn giữ được lành lặn là cũng may mắn lắm á. Trời, tôi không tính chết rồi, bị dập pháo máu hồng hồ gì nó chảy bởi thầm răng tôi giờ không còn cái đâu chứ. Đông kinh tôi cười rồi. Ủa sao vậy? Nó là mấy ông này cũng chích thuốc nhưng mà sao nó hết rồi sao rồi về tôi cũng nhậu bậy bạ. Nó làm sĩ mũ. Làm sĩ mũ nhóm lên trật tự rụng chân. Ngày xưa không bị đạn bắn đâu ha. Ờ. Vết thương nè. Banh cổ chân. Ủa bắn ngang cổ luôn hả? Ờ, banh cổ này chỗ đây nè. Ghê vậy? Cũng đến tôi chết 11 lần đó. Sao? Đến tôi chết 11 lần đó mà sao mấy cô y tá bác sĩ là chết tôi mũi cuối cùng, nếu mà tôi không sống thì chết thì sao chết mũi cuối cùng cho tôi sống lại. Đâu ông tôi kể lại cái giây phút đó mà sao bị bắn ghê vậy? Thì nói rằng này tôi cũng đi về nhà chơi. Rồi mấy anh lĩnh nó cũng đi trên gà rồi bắt gà ra về nhậu đó. Lúc đó là ở Cam ha? Ừ. Còn ở Cam ở Buôn Xê Bư? Ừ. Rồi bắt đầu cái thằng này cũng đi ỉ y. Cũng nấp trong lùm á. Bắn luôn phát mẫu. Mấy ông bonbot. Ừ. Nó bắn từ 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 đây, trổ qua đây luôn. Trổ đây đó, khéo rồi. Viên đạn nó trổ qua mà nó không ngay cuốn họng, ngay là xong rồi. Chạm có một cục lúa à. Rồi bất tỉnh luôn. Bất tỉnh. Rồi đồng đội thì sao? Đồng đội chống trả lại mới đem tôi về, mới chích thuốc băng bó lại đó. Tưởng đâu bỏ mạng ở đất Cam luôn rồi. Bởi đi một lần với tôi đó là còn đâu được thằng với hai rồi với tôi rồi. Vậy là ông Tư là nợ đời chưa dứt. Ừ. Cũng đã nhiều lần lắm rồi. Mà cũng coi như là nhầm khi đó thử thách của ông Tư nữa. Bởi vậy nghe kể lại cái câu chuyện toàn là tan thương vậy không à. Trời ơi, đó tôi khổ từ nhỏ lớn rồi bởi trời Phật giờ. Dù tôi hoàn cảnh vậy đó, nhưng mà cô bác nói là các bạn chú lớn, trời Phật cũng ban cho chú. Ta bệnh hoạn chết nhóc chân mà chú là khỏe mạnh, bơi tới bơi lui vậy chú sống qua ngày vậy, cũng là chú thuộc về là con không trời, cháu không Phật gì rồi. Ông Tư bơi trên dòng sông này là bao nhiêu năm? 6 năm mấy rồi. 6 năm. 6 năm thì hàng ngày người ta buổi sáng người ta vẫn thấy hình ảnh ông Tư lặng lẽ bơi đi bơi về hả? Bơi đi bơi về. Người ta gọi ông Tư là gì?
À, mấy mấy đứa nít á. Gọi ông nội ông ngoại hả? Ông nội ông ngoại không à. Nghe gọi gì buồn hay là vui? Rồi nghe gọi thì tâm hồn cũng vui, nhưng mà nhớ lại con cháu mình đó. Tuy là ban đêm cũng ngồi uống trà vậy, cũng ngồi về thì cũng khóc. Nếu ông nội ngoại thì mình có cháu nội cháu ngoại, mà con ruột cháu ruột mình không có cháu nội ngoại ruột mình không có gọi mình được tiếng ông nội ngoại, ngồi tư tưởng rồi uống trà rồi khóc luôn. Có nhiều khi là ông Tư thèm được nghe gọi cái tiếng ông nội không? Trời, cũng thèm lắm chứ. Bởi con tôi về tôi dặn là nói vậy đó, nhưng mà con trai tôi nó chưa có vợ. Cảm ơn đó. Anh Sầm Hưng chưa có vợ. Dạ. Cũng được thèm nghe tiếng, cũng đã tuổi xế chiều thèm nghe được cái tiếng ông nội ông ngoại hay ông Tư ha? Dạ. Tôi nói vậy chứ đời tôi còn có cháu nội cháu ngoại chứ. Dạ. Yeah. Đời tôi còn thấy cháu nội cháu ngoại chứ, cha tôi chết là không thấy cháu nội cháu ngoại. Mà con thấy chắc ngày xưa ông Tư đẹp trai lắm. Đẹp thì ít chứ trai nhiều. Nên là nữ mà con thấy cuộc đời của ông Tư thì gắn bó khổ với lại những người phụ nữ nhiều hả? Trời ơi, nói cho người yêu tôi thì đâu giống. Chứ mà vì hoàn cảnh gia đình nghèo rồi em lúc đông rồi ra tôi cũng không có muốn lấy vợ. Dạ. Hy sinh vì vì em rồi ra đi á, vì một đêm gọi là một ngày nghiệt ngã thiệt. Thì đi chiến trường thì cũng học chết mấy lần. Nói mạng tôi lớn thiệt. Một đêm chết 11 lần luôn hả chú Tư? Chết tôi bằng là chết 11 lần đó. Đứng bỏ tôi vô nhà xác rồi đó mà chết mũi cuối cùng sao rồi tôi tỉnh lại luôn. Ồ. Nghe hai bây giờ mấy bạn đầu nói chết bỏ đồng chí vô nhà xác rồi. À, ông Tư nói là chỉ cần một cái chiếc ghe nhỏ thôi thì để thay đổi ghe này nó mục hết rồi. Dạ. Thì ngoài cái ước muốn đó thì ông Tư còn ước muốn gì nữa không? Tôi không còn ước muốn nữa. Rồi tôi cầu tôi liên lạc con cháu tôi vậy là được. Ông Tư có thèm cái món gì không? Tôi giờ cũng không hết thèm cái gì chứ. Cái ngày mà ăn nhiều, tốn nhiều tiền nhất của ông Tư là nhiều tiền? Trời ơi, biết đâu mà nói. Tôi ăn đó là khi mua 20-30 ngàn bà rồi theo vậy. Tôi ăn nhín 2-3 ngày mới hết. Có bao giờ ông Tư đi ăn sáng đồ không? Không, gạo cắn đi có nổi, đâu nổi, lên bờ mua đồ ra đi không nổi, nhưng mà ăn sáng chưa gì. Mỗi ngày vớt rồi nấu bình gà, nấu gì uống hết rồi nấu bình khác. Cái này là gì ông Tư? Cật bần nhát cho. Cật bần hả? Ừ. Buồn thương cho cái cuộc đời của ông ha, một cái tuổi già ha. Chống giờ cuộc đời còn chống ngày nào hay ngày đấy chứ đâu còn hy vọng gì nữa. Tay chân giờ nó run rẩy vậy đó. Còn hy vọng gì nữa giờ. Sống lên đền và lan bạc không ta. Còn ham muốn gì nữa, chỉ giờ là chỉ mong ước được cái vỏ mũ vậy đó, làm cho đừng vô nước được mà tối cũng được cho đêm thôi. Vậy là cũng đủ vui rồi. Vui rồi, cuộc đời thấy hạnh vậy thôi. Dạ. Nghe kể là cái quãng đời mà nó trải qua đối với ông Tư thì có khi nào đâu mà nó được sung sướng. Tôi thì chúng tôi thầy có trời từ nhỏ đến là mần nuôi em út cha mẹ anh chị, vì tôi là trai trưởng hơn. Hai người chị gái rồi mới tới tôi. Rồi chị gái đâu có đi bằng đất hay là này nọ, có cắt lúa mướn rồi vậy bà được đi phát rồi đâu có làm. Chỉ một tay tôi với cha tôi không thấy cha tôi bằng hết nổi. Rồi em tôi tấn lên thì nó cũng là ra mặn một bạch vậy nữa, mấy chỗ ít cỏ cho nó phát rồi này nọ vậy thôi chứ đâu có làm gì. Nếu như mà viết được một cái cuốn truyện thì cuộc đời của ông Tư nó thăng trầm như một cái cuốn truyện mà cả cuộc đời nó vất vả. Dạ. À, lúc mà chưa có vợ thì cũng vất vả vì
vì em, những người em ở đằng sau. Dạ. Rồi có vợ xong thì lại ở ghế, thì nó lại hơi khó khăn tí xíu nữa. Mà ngày xưa cái cuộc sống ở ghế là phải làm 3 năm mới được cưới vợ đúng không tôi? Đúng rồi, 3 năm đó. 3 năm? 3 năm. Làm công 3 năm? Ở trong nhà. Ở ghế 3 năm? Ở ghế 3 năm. Đấy là thử thách. Rồi sau đó nữa thì biến cố cuộc đời thì nó khiến ông Tư lại lang bạc nữa. Lang bạc hả? Rồi thăng trầm khắp nơi ha. Ông Tư đã được đi qua bao nhiêu tỉnh kể từ ngày ông Tư ra đi rồi? Trời ơi, tôi đi là lá lã âm binh rồi đi tới với Cà Mau, tới với U Minh với luôn rồi. Giáp với Kiên Giang luôn rồi. Rồi làm được những cái công việc gì ông Tư á? Thì đi với cũng là đào đất mướn, thêm vung mướn rồi vậy đó hả. Rồi ông Tư cắt lúa mướn đó hả? Ừ. Rồi nuôi trâu nữa, có không? Đâu, giữ trâu. Giữ trâu, giữ trâu mướn. Chạy cái khay mướn rồi, ôi. Vậy là ông Tư cũng quá giỏi rồi. Ngày xưa có gụ chè gì không? Không. Không gụ chè gì luôn? Không gụ chè chứ. Chỉ là làm để sinh sống thôi. Sống nuôi em, nuôi mẹ vậy thôi. Mà bây giờ em của mình á thì người không còn người nào á, chỉ còn người mà không biết tâm tích ở đâu luôn. Không biết tâm tích luôn. Thậm chí cả ngày giỗ của ba mẹ mình, ông Tư có nhớ không? Tôi không có nhớ. Không nhớ luôn hả? Không nhớ luôn. Bởi vì tôi đi bộ đội thì cha tôi chết. Rồi về tôi cũng biết ngày, biết tháng được đâu thời gian. Rồi tới cha em tôi nó sang cái đất với cái nhà cũ của cha tôi ở đó. Rồi thành ra tôi bắt đầu tôi đi Cà Mau luôn. Thông qua cái đoạn này ông Tư có muốn nhắn nhủ, muốn lời nào gặp được em mình nếu như mà em mình còn sống để mà anh em hội ngộ nhau không? Thì cũng muốn lắm nhưng mà chắc tìm nó không được. Thằng này đồ nó cũng ngoan cố lắm. Chứ nó dốt chữ nó không biết. Gì chứ á. Dạ. Cũng cũng khó ha. Ba mẹ thì ba lúc ông Tư đi bộ đội thì ba mất thì chôn ở đâu? Chôn đất nhà ở Phú Hữu á. Phú Hữu Cái Bè Tiền Giang. Phú Hữu Châu Thành Cái Răng nè. Dạ. Còn mẹ ông Tư? Mẹ thì bác có chồng phương trời nào tôi cũng không biết. Không biết luôn. Cũng buồn mẹ mình ha. Buồn nhưng mà tôi cũng hận bà dữ lắm. Bảo phạt cha tôi. Mẹ em tôi lúc đó thì nó còn nhỏ, theo cha theo mẹ tôi chân tôi thì bé đi. Đi theo tới thì bà có chồng rồi, em tôi lớn chân rồi thì tôi đi bộ đội luôn. Dạ. Thôi có mưa rồi, ông Tư đi vô nhà đi. Dạ.